gói 5 lít dầu ăn và một gói nhu yếu phẩm. Thì bà con khi nào nhận thì mình nhận đủ ở này. Và ngoài ra bên em có chuẩn bị khoảng 1.000 bộ quần áo cho chị em, còn mới 100%. Thì gia đình nào mà có con nhỏ thì có thể gặp riêng tụi em để nhận thêm cái phần quà đó. Ủy ban dân xã cũng như bà con hộ nghèo của xã Bình An rất là vinh dự đón tiếp các anh các chị trong đoàn công tác từ thiện của thành phố Hồ Chí Minh xuống thăm hỏi và tặng quà cho hộ nghèo của xã Bình An chúng ta.
thì thay mặt chỗ chính quyền địa phương thì cũng xin giới thiệu với bà con tại chỗ anh Phi là giám đốc của công ty, cùng các anh chị là trong đoàn từ thiện bên phía dưới. Thì đến hôm nay các anh đến thì cũng thay mặt chỗ chính quyền địa phương, tụi em xin phép và ghi nhận tấm lòng vàng của ban giám đốc công ty cũng như là các anh chị em trong công ty đã chia sẻ cái một phần nhỏ cho hộ nghèo của xã của chúng tôi. Thì chân thành cảm ơn anh. Thì chắc có thể sau đây thì cũng mời anh cũng có đôi lời phát biểu đối với bà con của xã Bình An chúng tôi. Mời anh. Kính thưa bà con, ông bà ta xưa nói là chia sẻ yêu thương và kết nối yêu thương. Thì cái lời chia sẻ đầu tiên của đoàn anh chị em ở từ tập thể là công ty Vinatel, Sun Bia, Thuận An cũng như là Vinfood có mặt đông đủ đây cùng với bà con, thì cũng muốn là một chút tấm lòng là chia sẻ với bà con những căn hộ gia đình mà nghèo khó của xã Bình. Hy vọng là một chút tấm lòng nhỏ nhoi như thế này sẽ giúp đỡ được cho bà con trong cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày khó khăn của mình, hữu ích lòng nhiều, mong bà con ghi nhận. Và cũng cảm ơn là xã đã tổ chức và hỗ trợ tạo điều kiện cho đoàn đến làm việc, làm công việc thiện nguyện theo đúng mục đích tiêu chí của mình. Xin cảm ơn. Chắc cũng xin phép anh thì cái kính thưa bà con, thì cái quy trình phát quả để cho nó được thịnh tiện và cũng điều kiện nó tốt hơn á, thì chỗ ban tổ chức sẽ thông qua danh sách, thì quý vị sẽ cầm cái thư mời lên, sau đó các đoàn sẽ trao quà. Nhưng mà trước khi để có cái tấm hình lưu niệm anh Phi, thì mời năm bà con lên, rồi mời anh chị phát quà cái tấm hình lưu niệm của công ty. Rồi cả đoàn anh chị em lên đây. Đọc năm lên đi. Lên đây. Một tấm rồi. Bà con mình trật tự để nghe tên ha. Khi mà nghe tên rồi mình tiến lên phía trước, đồng thời cầm theo cái thư mời ha. Thứ nhất, ông Lê Công Định ở ấp Dầm Kênh. Thứ hai, ông Nguyễn Văn Hai ở ấp Dầm Kênh. Bảy ngồi đó bạn. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung ấp Dầm Kênh. Thứ tư, ông Bùi Văn Phàng ấp Dầm Kênh. Thứ năm, bà Nguyễn Thị Nhị ấp Dầm Kênh. Tức. 1, 2, 3. Một phần quà của mình sẽ gồm 2 thùng mì gói, 5 lít dầu ăn và một gói nhu yếu phẩm. Thì bà con khi nào nhận thì mình nhận đủ ở này. Và ngoài ra bên em có chuẩn bị khoảng 1.000 bộ quần áo cho chị em, còn mới 100%. Thì gia đình nào mà có con nhỏ thì có thể gặp riêng tụi em để nhận thêm cái phần quà đó. Dạ thì em nói lại ha, thì bên em còn mang thêm 1.000 bộ quần áo trẻ em ha, còn mới hết hoàn toàn chưa qua sử dụng. Thì mọi người khi nào nhà nào có con nhỏ thì ở đây riêng gặp riêng tụi em sẽ phát thêm cái phần quà đó nữa. Dạ vâng, em xin hết.
Thank you.